cô Dự Thảo xin chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dự Thảo ơi, chúng ta lại nhận được thư của quý vị khán giả nè. Chà, mỗi lần mà nhận được thư của khán giả là cô thấy vui, thật là vui đó. Như vậy là chứng tỏ chương trình của chúng ta đã thu hút được sự quan tâm của khán giả. Một lần nữa Ngọc Hương và Dự Thảo xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến với chương trình. Đây là lá thư của chị Việt Nga ở Cần Thơ. Chị ấy chia sẻ là rất thích xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, thậm chí có ngày xem đến 5 lần ở 3 kênh truyền hình khác nhau. Và chị cũng có yêu cầu đến với các đầu bếp tham gia chương trình Món Ngon Mỗi Ngày là hãy hướng dẫn cho tôi cách chế biến thật ngon món bún thịt xào xả ớt. Bởi vì ăn ngoài tiệm thì ngon lắm, nhưng mà khi về nhà chế biến thì không ngon bằng. Liệu có những bí quyết hoặc là những chi tiết nào mà tôi chưa biết hay không? Cô biết rồi, món bún thịt xào xả ớt là một món đặc trưng của Nam Bộ. Và thật sự đây là một món dễ làm nhưng mà không đơn giản để mà ngon. Cho nên nếu quý vị thực hiện thì chúng ta cũng cần phải có những bí quyết nho nhỏ. Và hy vọng rằng sau chương trình này, chị Việt Nga cũng như quý vị khán giả sẽ có được một tô bún đúng như ý thích của mình. Còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị giấy và bút để ghi lại công thức nấu ăn cũng như những mẹo nhỏ của món bún thịt xào xả ớt. Để thực hiện món bún thịt xào xả ớt thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng 300 g thịt nạc dăm, 800 g bún tươi, rau các loại, giá, dưa leo, củ hành tây, một trái chanh, một ít dầu hành, đậu phộng rang, sả băm, ớt băm, tỏi băm, các loại gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và hạt nêm Aji ngon. Và bây giờ giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ sắc phần thịt này ra thành miếng mỏng nha. Dạ. Chúng ta sẽ ướp vào 1 muỗng cà phê tỏi băm nè. Tỏi băm. 2 muỗng cà phê ớt băm. Phần sả chúng ta ướp vào nhiều một chút xíu, chúng ta cho vào 1 muỗng canh sả băm. Tiếp tục là những gia vị là chúng ta sẽ ướp nửa muỗng cà phê tiêu. Dạ. Nửa muỗng cà phê đường. Và nửa muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Dạ. Chúng ta phải chú ý thêm một chút xíu nước mắm để cho hương vị thêm đậm đà. Dạ. Và như vậy tất cả các nguyên liệu và gia vị này chúng ta trộn lên cho thật đều và để khoảng chừng 10 phút để cho gia vị thật là thấm vào thịt thì chúng ta mới tiếp tục chế biến. Củ hành tây chúng ta sắc muối. Chanh cô cũng sẽ sắc sẵn ra để chút nữa chúng ta sẽ làm nước mắm. Dạ. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương luôn cái phần pha nước mắm nha. Dạ. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng 2/3 chén nước đun sôi để nguội nè, khoảng 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm. Dạ. 1 muỗng canh giấm Lisa. Dạ. Và nếu mà chúng ta không sử dụng chanh thì chúng ta sử dụng luôn 2 muỗng giấm gạo cũng được. Còn nếu mà chúng ta muốn cho có một chút mùi thơm của chanh, dạ, thì sẽ vắt thêm một ít chanh vào. Rồi, cô sẽ khuấy đều phần này lên. Như vậy là phần nước mắm ăn chung với lại bún thịt xào xả ớt cũng đã sẵn sàng. Wow, đơn giản vậy luôn hả cô Dự Thảo? Đúng rồi, chỉ có đơn giản là nước mắm, đường, giấm và nước. Và nước chúng ta khuấy đều lên. Và cuối cùng để cho chén nước mắm đẹp hơn thì chúng ta sẽ cho thêm tỏi và ớt băm. Và bây giờ chúng ta sẽ sang giai đoạn kế là giai đoạn chúng ta sẽ xào phần thịt này. Và chúng ta sẽ cho dầu vào chảo, khoảng 2 muỗng canh dầu. Bây giờ đố Ngọc Hương là chúng ta cho cái gì vào trước? Ngọc Hương nghĩ là chúng ta sẽ cho sả trước. Đúng rồi. Và kế đó chúng ta sẽ cho tiếp đến tỏi băm. Khi mà thấy sả và tỏi bắt đầu ngả sang màu vàng, vậy mùi thơm, chúng ta sẽ cho tiếp vào các nguyên liệu như là thịt hay là hành tây. Đúng rồi, càng ngày càng thuộc bài, càng ngày càng giỏi. Và Ngọc Hương cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị cho thịt vào. Còn Dự Thảo đếm đi, Ngọc Hương cho thịt vào. 1, 2, 3, trút thật nhanh nha, 1, 2, 3. Quý vị khán giả thân mến, khi mà xào thịt heo, chúng ta sẽ xào trên lửa lớn và đảo nhanh tay để thịt heo được săn, chín và không bị ra nước. Và bây giờ cho củ hành tây vào. Cho củ hành tây vào và chúng ta đảo đều một lần nữa. Rồi Ngọc Hương ơi, chín rồi, chúng ta tắt bếp đi. Dạ. Wow, thơm ơi là thơm luôn. Cô Dự Thảo ơi, sao lúc nãy á mình không xắt dưa leo với lại rau thơm ra trước, bây giờ mình chỉ việc bỏ vô ăn có phải nhanh không? Không đâu, vì nếu dưa leo và rau thơm mà các bạn cắt sớm quá thì rau sẽ bị thâm đen và không còn tươi ngon nữa. Chúng ta sẽ cắt trực tiếp vào tô, ăn tới đâu chúng ta mới cắt rau thơm và dưa leo tới đó thì tô bún mới hấp dẫn và ngon. Chúng ta sẽ cho một ít giá vào nè, dùng tay bóp một chút để cho giá gãy ra, sau đó lấy một ít bún vào. Sau đó chúng ta sẽ cắt một ít rau thơm nè. Rồi bây giờ Ngọc Hương xem cô cắt dưa leo nha. Dạ. Chúng ta sẽ
mầm ở trên cái trái dưa nó như thế này. Dạ. Và mình sẽ sắc miếng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho thịt xào vào. Cho một ít dầu hành vào. Dạ. Và còn thiếu một thứ nữa, đó là đậu phộng rang. Rồi tô bún xào sả ớt đã xong rồi. Bún thịt xào sả ớt chúng ta sẽ chan phần nước mắm này, trộn đều lên và sau đó từ từ mà thưởng thức. Bây giờ phải để cho Ngọc Hương thử, cô chuẩn bị sẵn hồi nãy giờ rồi đây. Cảm ơn chị Thảo. Thịt xào thì chín mềm nhưng mà rất là thơm ngon, vẫn giữ được vị ngọt của trong miếng thịt đó cô. Các loại rau thì tươi ngon. Món này á, chắc là Ngọc Hương phải ăn cả tô chứ ăn cả chén như vậy không có được đâu. Sau khi thực hiện thành công món bún thịt xào sả ớt, quý vị khán giả hãy đừng quên chia sẻ với chúng tôi ở hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Diệu Thảo rất tiếc phải nói lời tạm biệt cùng quý vị khán giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau.